Ấn Độ có diện tích 3.287.000 km2, dân số khoảng 1,5 tỷ người. Thủ đô là New Delhi. Đất nước này có một Superman dị nhất thế giới tên là Phalak Zani. Cụ ông 82 tuổi này đã 70 năm không ăn không uống. Các nhà khoa học khảo sát sau 2 tuần cũng phải bó tay với kết quả. Ấn Độ có một bộ phim nổi tiếng ai cũng hoài niệm là Cô dâu 8 tuổi. Phần 1 dài 2.248 tập, làm trao đảo màn ảnh Việt Nam với công nghệ slow motion cực đỉnh. Ở Ấn Độ, nếu bạn tự tử không thành công, bạn sẽ phải đi tù. Dân IT có một câu nói rất phổ biến: nếu bạn tìm được một IT siêu giỏi ở một nơi khác, thì ở Ấn Độ sẽ có một ông giỏi hơn. Ấn Độ sở hữu 20.000 tấn vàng, bằng lượng vàng của 6 cường quốc trên thế giới là Mỹ, Pháp, Ý, Đức, Trung Quốc và Nga cộng lại. Căn nhà đắt nhất thế giới thuộc về tỷ phú Mukesh Albany với giá trị 1 tỷ đô. Jafrizi là món cà ri ngon nhất tại Ấn Độ. Người Ấn Độ luôn ăn bóc và chỉ ăn bằng tay phải. Bạn biết thêm gì về Ấn Độ thì hãy comment nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đức có tổng diện tích đất liền là 357.022 km2, dân số 83,24 triệu người. Thủ đô của Đức là Berlin. Thủ đô của Đức rộng gấp 9 lần Paris và có đến 1.650 cây cầu. Có lẽ triệu quân sự nên sinh ra tại Đức vì không có hình phạt nào cho tù nhân muốn vượt ngục tại Đức. Nước này cho rằng khao khát tự do được coi là một bản năng cơ bản của loài người. Đức có 108 người đoạt giải Nobel, hơn 2.100 lâu đài và có đến 300 loại bánh mì, 1.500 loại bia, và đây cũng là nước tiêu thụ bia lớn thứ hai ở châu Âu. Ngoài ra, Đức còn sở hữu 400 sở thú và hơn 1.000 loại xúc xích. Nếu bạn là người hâm mộ chuyện cổ tích của Grimm, bạn có thể đến thăm khu rừng đen xinh đẹp là bối cảnh của nhiều câu chuyện cổ. Ở Đức, đại học là miễn phí cho tất cả mọi người. Cuốn sách đầu tiên được in cũng là tiếng Đức. Bundesliga cũng là một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới. Kẻ bị ruồng bỏ Mesut Ozil cũng đã từng thi đấu cho đội tuyển Đức. Bạn biết thêm gì về Đức thì hãy comment cho mình biết nhé. Nhớ follow và thả tim cho mình. Xin chào tất cả mọi người. Singapore thuộc top 20 đất nước nhỏ nhất thế giới với diện tích 728 km2 và thủ đô của Singapore cũng chính là tên nước Singapore. Được xem là đất nước sạch nhất hành tinh. Nếu ở Việt Nam bạn xả rác vô tội vạ thì khi đặt chân lên Singapore hãy nhớ rằng người xả rác bừa bãi lần đầu tiên sẽ bị phạt tối đa là 1.000 đô la Singapore, khoảng 17 triệu đồng. Tái phạm thì mức phạt sẽ tăng lên 2.000 đô la đến 5.000 đô la và phải lao động công ích. Năm 2015, tòa án ở Singapore đã phạt 2 du khách người Đức 9 tháng tù giam kèm 3 roi mây vì đã vẽ graffiti lên tàu điện của quốc đảo này. Cháo ở Singapore cũng là một món ăn rất nổi tiếng. Singapore là quốc gia duy nhất in lời quốc ca lên mặt sau của tờ tiền 1.000 đô la. Linh vật đại diện cho Singapore có tên gọi là Merlion với hình dáng đầu sư tử, mình cá phun nước và đang cưỡi sóng xanh. Kẹo cao su bị cấm bán tại Singapore. Mặc dù Singapore còn được mọi người biết đến với tên gọi quốc đảo sư tử, nhưng nơi đây không có một con sư tử nào ngoài tự nhiên. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cuba có diện tích là 106.476 km2, dân số hiện nay là khoảng 11.306.318 người. Năm 1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn ác liệt nhất, đồng chí Fidel Castro đã nói với Bác Hồ rằng trong cuộc chiến đấu mới này Việt Nam cần gì, đã có Cuba bên cạnh. Bạn có thể mua một chai Coca-Cola ở bất kỳ đâu trên thế giới ngoại trừ hai nước Triều Tiên và Cuba. Lãnh tụ Cuba Fidel Castro sống sót sau 638 lần âm mưu ám sát của CIA. Mỹ đã cấm vận Cuba trong hơn 5 thập kỷ cho đến khi được Tổng thống Obama gỡ bỏ lệnh cấm vận này. Cuba là nước có số lượng xe ô tô cũ nhiều nhất thế giới. Cuba có nền y tế phát triển nhất thế giới. Lương của bác sĩ ở Cuba gấp 40 lần lương cơ bản của người dân thứ này. Tuy nhiên, người dân ở đây lại được khám chữa bệnh miễn phí. Tất cả hóa đơn tiền điện, tiền ga, tiền điện thoại của người dân hàng tháng hầu hết đều được chính phủ chi trả. Bạn còn biết thêm gì về Cuba thì hãy comment nhé. Follow và thả tim để ủng hộ cho mình. Tạm biệt tất cả mọi người. Trung Quốc có diện tích 9,6 km2, có dân số lớn nhất thế giới, khoảng 1,4 tỷ người. Trung bình cứ khoảng 3 giây là có một em bé made in China ra đời. Trung Quốc có những phát minh vĩ đại đối với sự phát triển của loài người, đó là giấy, máy in, thuốc súng và la bàn. Vạn Lý Trường Thành là công trình kiến trúc lớn nhất thế giới do con người tạo ra, với độ dài 8.850 km. Cung điện Hoàng gia Tử Cấm Thành cũng có hơn 9.000 phòng và do một kiến trúc sư người Việt Nam tên là Nguyễn An quê ở Hà Nội thiết kế. Đặc biệt hơn là lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Quốc, với 8.000 đội quân đất nung bảo vệ ông ở thế giới bên kia. Nền điện ảnh Trung Quốc cũng đã làm cho thế hệ 9X trao đảo với bộ phim kinh điển Tây Du Ký và các tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp. Đặc biệt nếu nhắc về Thần Điêu Đại Hiệp, những bạn trẻ Việt hâm mộ nhất là Đoàn Chí Bình. Mình không biết TikToker Phạm Thoại có bán thuốc hồi trinh thật không, nhưng ở Trung Quốc phẫu thuật khôi phục trinh tiết rất phổ biến và phụ nữ Trung Quốc chấp nhận chi trả rất nhiều tiền để làm việc này. Mọi con gấu trúc sống trên toàn thế giới đều thuộc về Trung Quốc. Gấu trúc ăn cả ngày, chúng mất khoảng 10 đến 16 giờ mỗi ngày để ăn. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2.355m, cao 185m so với mặt nước biển. Bạn còn biết thêm gì về Trung Quốc thì hãy comment nhé. Nhớ follow và thả tim cho mình. Xin chào tất cả mọi người. Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới sau Nga với diện tích lên đến 9.984.670 km2. trải dài trên 6 múi giờ. Ngoài ra, Canada cũng sở hữu đường bờ biển và con đường dài nhất thế giới. Canada dẫn đầu thế giới về trình độ dân trí vì hơn 50% người dân Canada có bằng đại học hoặc cao đẳng. Ngoài ra, Canada cũng được đánh giá là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất. Vì vậy, đất nước ta cũng có rất nhiều bạn du học sinh tại Canada. Người Canada rất thích uống cà phê, đặc biệt hơn, họ không dùng đường với cà phê mà dùng kem. Cái nôi của môn thể thao bóng rổ chính là Canada. Nơi đây cũng là quê hương của một nghệ sĩ rất nổi tiếng nhưng cũng vô cùng tai tiếng, đó chính là Justin Bieber. Canada luôn nằm trong top 3 đất nước có nguồn dự trữ dầu lớn nhất thế giới cùng với Ả Rập và Venezuela. Một điều cực kỳ thú vị khác là tổng số lượng sông hồ trên toàn thế giới vẫn không bằng số lượng sông của riêng đất nước Canada. Bạn còn biết thêm điều gì về xứ sở lá phong thì hãy comment nhé. Mọi người đừng quên thả tim và follow để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Brazil có diện tích 8.516.000 km². Thủ đô hiện nay của Brazil là Brasilia, là quốc gia sở hữu lượng sân bay lớn thứ hai thế giới với 4.093 sân bay. Vào năm 2008, Brazil đã cung cấp dịch vụ chuyển giới miễn phí cho người dân. Nhắc đến Brazil thì không thể không nhắc đến nền bóng đá của nước này, nơi sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng như Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos hay Neymar. Nằm cách thành phố Sao Paulo 33 km, có một hòn đảo rắn. Người ta ước tính cứ mỗi mét vuông sẽ có một con rắn. Vì mức độ nguy hiểm của các loài rắn độc, chính phủ Brazil đã ngăn cấm người dân không được đến hòn đảo này. Quốc gia Nam Mỹ này là nơi có số lượng tội phạm nhiều nhất thế giới. Trung bình mỗi 10 phút sẽ có một người bị sát hại ở Brazil. Vì thế, số lượng tù nhân ở các nhà tù luôn trong tình trạng quá tải. Bạn biết thêm gì về Brazil thì hãy comment ở bên dưới nhé. Đừng quên thả tim và follow để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nepal có diện tích 147.181 km², gần bằng một nửa diện tích Việt Nam. Dân số trên 30 triệu người, thủ đô là Kathmandu. Tôn giáo chính của Nepal là Ấn Độ giáo. 90% công dân của đất nước này là tín đồ Hindu giáo, 9% là tín đồ Phật giáo. Ở đất nước này, các nhà sư rất được tôn trọng. Mới đây có một sự việc, một nữ diễn viên rất nổi tiếng đã có hành động xúc phạm đến một vị lạt ma thì ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ đối với nữ diễn viên. Vì một hành động thiếu suy nghĩ có thể đánh mất cả sự nghiệp của nữ diễn viên này. Phần lớn người dân ở Nepal sống theo chế độ đa thê, một người đàn ông có thể có nhiều vợ. Đặc biệt hơn, ở phía bắc của đất nước này còn có chế độ đa phu, là một người phụ nữ có thể có nhiều chồng. Tại Nepal cũng như Ấn Độ, bò được xem là động vật linh thiêng, không ai ăn bò ở Nepal. Ở Nepal hoàn toàn không có hệ thống đường sắt. Giao thông công cộng của Nepal chính là xe buýt. Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới, cũng nằm ở Nepal. Bạn biết thêm gì về Nepal thì hãy comment cho mình biết nhé. Follow và tải thêm cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Ả Rập Xê Út có diện tích khoảng 2,15 triệu km², dân số 34,81 triệu người. Ả Rập Xê Út là nước duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe. Ngoài ra, ở nước này tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp là 54,4%. Ả Rập Xê Út là nền văn minh cổ đại từng tồn tại nên có nhiều tinh túy của nhân loại được lưu giữ lại, và nơi đây là cái nôi của đạo Hồi, tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới. Ả Rập Xê Út có khoảng 8,412 triệu lao động, trong đó có 80%, khoảng 6 triệu người là người nước ngoài. Nước này có mỏ dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng còn lại ước tính khoảng 75 tỷ thùng. 95% lãnh thổ của Ả Rập là sa mạc hoặc bán sa mạc. Tuy nhiên, ở Ả Rập lại có vườn hoa hồng khổng lồ với 45 triệu bông hoa có đủ màu sắc và chủng loại, kết thành những vòng vòm hay kim tự tháp trông vô cùng sống động. Lạc đà là một phần của văn hóa Ả Rập truyền thống. Lối sống du mục và thậm chí cả chế độ ăn uống của họ là một phần quan trọng và hấp dẫn trong truyền thống và lịch sử của đất nước này. Bạn biết thêm gì về Ả Rập Xê Út thì hãy comment nhé. Xin chào tất cả mọi người.